Mình chào các bạn đã quay trở lại với An Nhiên Bonsai. Mình mới cho cá ăn xong các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái việc, đó là cái nấm hồng. Nấm hồng mà nó bị lâu ngày và nó khó trị, mình phun thuốc nhiều lần nhưng mà không hết, thì mình phải xử lý như thế nào. Mời các bạn cùng mình ra vườn nha. Rồi thì vườn đầu năm á, nó sẽ trổ những cái lọc mới ha, những cái lá non, nhưng mà do nó gặp nắng á, thời tiết nắng thì nó sẽ cằn lại nên nhìn lá nó không được đẹp cho lắm ha. Rồi ở đây mình muốn nhấn mạnh một số cái này nè. Anh em á, mà cây mà bị nấm hồng á, thì đây là một cái sau khi mà mình đã trị nó rồi nè. Đâu rồi? Rồi đây là một cái cây mà nó bị nấm hồng. Xong rồi mình đã trị nó, nó hết rồi. Thì các bạn nhìn nè, cái lá, đây là cái lá mà nó bị nấm hồng, nó sẽ vàng vậy, nó vàng phiến lá, nó vàng từ ngoài, nó vàng vô, và nó còn lại cái gân lá nó vẫn màu xanh nha các bạn. Cái vàng lá gân xanh kia mà do thiếu nước á, nó sẽ khác ha các bạn ha. Cái lá nó nhìn nó mỏng dợt, nó vàng, nhưng mà cái này á, các bạn nhìn cái lá nó vẫn còn dày dặn ha, nhưng mà nó vẫn vàng. Cái màu vàng kia là nó cảm giác nó mét mét, nó vàng vàng nhạt nhạt á các bạn. Còn cái này là nó màu vàng sẫm ha. Rồi nó sẽ bong 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 như vậy. Thì các bạn quan sát ở trên cái nhánh á, nó sẽ có những cái chỗ nó bị hồng, nó bị cam lên. Đây là một cái nốt nó bị nấm hồng nè, nhưng mà nó hết rồi nè. Các bạn nhìn thấy cái phần da của nó sẽ chết và nó bắt đầu nó bong ra, nó thay da mới ha. Đó. Đây nè. Rồi cây này thì bắt đầu lá nó xanh tốt lại rồi các bạn ha. Do đầu năm nên cái tàn nó nhìn nó xấu xấu vậy đó các bạn. Rồi đây là một cái vết nó còn lại nè. Cây này thì cái vết nó còn lại đó, nó màu nó hơi cam cam mà bắt đầu nó cũng hết rồi, mà nó còn cam cam, nó hơi hơi, nó vẫn còn á. Các bạn thấy không, nó sùi sùi lên ha. Khi mà nó bị nặng á, cái màu cam nó sẽ đậm và các bạn cảm giác như nó giống như lớp nhung vậy các bạn, mà màu cam cam ha. Đây nè, đây là cái nhánh này các bạn nhìn thấy rõ nhất nè, thấy không? Đó là ở ngoài cái lá nó sẽ vàng ha. Cái lá nó vàng vàng như vậy là các bạn cứ tìm vào trong cái thân, cái nhánh của ngay chỗ cái lá vàng đó, các bạn cứ lần vô trong nhánh nó chắc chắn nó sẽ có cái chỗ cam vậy ha. Rồi các bạn ơi, nếu mà bị nấm hồng như vậy á là nó rất là nhanh lây lan ha, và nó lây lên á, nó làm cho cái da của cái chỗ đó nó sẽ bị chết đó. Giống như mình đã cho các bạn xem thì mình đã chữa kịp nên cái da nó chết nhưng mà nó bong ra ha. Còn á, cái cây nào mà các bạn không có cứu chữa kịp á là nó chết ngay chỗ cái nhánh đó, nó có thể gây chết nhánh ha. Nếu mà lan rộng ra thì nó có thể chết một đoạn thân luôn các bạn. Mà cái nấm hồng này nó lây lan rất là nhanh, nó là nấm ha, nên nó sẽ lây với dạng là bào tử hay sao các bạn. Tức là khi mà buổi chiều mát gió rồi kia lên á thì nó sẽ bung cái phấn nấm ra ha. Đó là bào tử ha, và nó nhảy qua cái, nó theo gió nó bay qua cây kế bên và nó bắt đầu nó phát triển. Mình xử lý như thế nào? Đó, ở đây các bạn thấy nè. Cây này nó cũng bị ha, nhưng mà mình đã quét, mình quét lại cái thuốc, mình đã quét lại cái thuốc để xử lý cây ha. Đó, các bạn thấy không, nó vẫn có cái đốt chết nè, cái đốm chết nè. Đó, và mình quét cái thuốc nè ha. Ở đây thì hôm nay cái thuốc của nó bay màu bớt rồi, nó còn màu vàng vàng đó, các bạn thấy không, nó chết nó sẽ bong ra vậy nè. Rồi nè, lá nè, còn thấy không nha. Đối với cái nấm hồng này á, mình phun thuốc nấm á, nó sẽ tạm thời, một số cái nó tạm thời nó sẽ hết các bạn, nhưng mà nó sẽ phát triển trở lại ha, nếu mà mình không phun thường xuyên. Vậy thì sao? Vậy thì á, để mà đảm bảo á, mình sẽ tìm cái đốm nấm hồng ở trên cái nhánh cây như mình ha, và mình quét cái thuốc lên. Thì cái thuốc của mình quét á, nó là hoạt chất là mancozeb ha. Đó. Nhưng mà nó dạng dung dịch, cái hiệu nó là dipomat nè. Nó có màu xanh xanh như thế này, nhưng mà lâu ngày thì nó bay ra màu nó còn hơi vàng vàng vậy ha. Mình quét lên thì nó sẽ chết cái nấm ngay chỗ đó. Nó diệt tức thời, và mình kết hợp mình pha cái này, mình phun lên trên thân cây luôn ha. Đó. Tùy các bạn nè, các bạn có nhiều loại thuốc lắm. Ở đây á, mình có cái loại đó và cái loại này nữa. Dithan nè, Dithan M45 80WB ha. Đó. Cái loại này cũng là một dạng mancozeb ha.
Ở đây thì nó có sẽ có cái tỷ lệ pha rồi kia, mình coi theo cái đó mình pha ha. Đó, các bạn thấy không, mình dựa theo đó mình pha các bạn. Mấy cái này á, thì nó sẽ là cái chất để mà diệt nấm các bạn, nên nó sẽ diệt được cái nấm hồng. Nhưng mà khi mà mình phun lên như vậy á, nhiều khi cái nấm nó phát triển mạnh quá là nó sẽ không thể nào nó diệt được. Nó chỉ làm giảm cái nấm thôi. Các bạn thấy lá nó bung ra xanh tốt trở lại, cái mình ý mình không phun nữa là nó sẽ bị. Nên là mình sẽ triệt tiêu ngay từ đầu, tức là mình phải tìm được cái nốt cái nấm hồng đó và mình quét lên. Nếu mà các bạn không tìm được cái loại dung dịch như của mình á, các bạn có thể là pha cái dithan đó, hoặc là cái như là cốc 85 hay là mấy cái mancozeb đồ kia á, các bạn cứ pha ra nó đặc hơn chút, nó khoảng gấp 5 lần liều ha, xong cái mình quét lên là ok. Đó, mình quét lên cái chỗ nấm đó thì cái nấm nó sẽ chết, và mình sẽ phun định kỳ để đảm bảo là cây nó không bị nấm lại ha. Rồi còn phun thuốc thì mình phun sao? Mình phun đều lên tán lá ha, và phun lên cả thân cành. Tại vì sao? Tại vì cái thuốc á, là một số thuốc là chỉ có tác dụng là tiếp xúc, thì mình sẽ phun lên cái chỗ cành nhánh nó bị nấm, nó mới có thể là nó trị được ha. Thời gian phun mình phun vào lúc sáng sớm, tức là từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng ha. Nên ở khung giờ đó, hoặc là từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều ha, là cái thời điểm phun thuốc tốt nhất. Rồi một cái nữa nè, một số anh em hỏi là phun xong có rửa không? Thì mình xin thưa là các bạn pha đúng liều lượng của nhà sản xuất, mình phun xong mình không rửa nha. Tại vì cái thuốc nó bám vào, nó nằm ở đó thì nó mới có tác dụng bảo vệ cây được. Mình phun chưa chi mình lo mình rửa rồi đó, thì nó không còn cái tác dụng của thuốc nữa. Một số thuốc người ta còn phải pha thêm cái chất bám dính nông nghiệp ha, và hoặc là trong cái thuốc nó điều chế nó chống cái rửa trôi để mà đảm bảo cái độ bám dính ha. Còn mình đi mình rửa thì cái đó là thông tin đó mình cũng biết của anh nào chia sẻ, mà thấy mấy anh em hay hỏi, tức là phun xong có rửa không. Mình thì mình không rửa ha. Đó. Rồi một cái nữa là anh em phun nhớ đeo mặt nạ bảo hộ, tốt nhất là mặt nạ phòng độc hoặc là cái khẩu trang ha, cũng được ha, như mình đây nè. Thấy ghê không các bạn, nhưng mà như vậy thì nó an toàn nha, nhớ nha các bạn ha. Rồi không phải mình làm quá đâu nha, cái đó là cần thiết nha các bạn. Tại vì tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu đều là thuốc độc ha. Khi mà mình tiếp xúc nào trực tiếp, tức là hít hoặc là nó rớt trúng mắt, trúng mũi, trúng miệng, rất là nguy hiểm. Bởi vậy là mình còn yêu đời lắm các bạn, nên là mình đeo cái mặt nạ phòng độc cho nó kỹ càng ha. Còn em nếu mà ít thì mình có thể đeo khẩu trang và nhớ tắm rửa sau khi phun thuốc ha. Rồi còn để mà phòng bệnh á các bạn, để phòng bệnh á thì cái cây của mình á, mình nên cắt tỉa chi cành nó thông thoáng ha. Mình đừng có để rậm rạp, giống như là cái này là mình chưa cắt nè, các bạn thấy nó như một cái rừng không? Đó, là rất là dễ bị nấm ha. Mình phải tỉa ra hết. Mình đang làm lần tới thì cây nào bắt đầu mình cắt tỉa ra cho nó thoáng hết. Như cây này nó có tàn nè, nhưng mà mình vẫn cắt cho nó thoáng ha. Đó. Những cái cây tàn bên kia các bạn cũng thấy nó chi cành nó rất là thoáng nè. Mình không có để cho nó quá rậm rạp ha. Rồi, nếu mà các bạn để nó quá rậm rạp thì nó sẽ dễ bị nấm bệnh ha. Nó bị ẩm thấp, nó tối là nó dễ bị nấm ha, nó thiếu ánh sáng. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ phun thêm cái phân vi lượng các bạn. Cái vi lượng như là Super Combi ha, Romo B1 đó. Những cái này, những cái vi lượng á, là nó giống như là vitamin của người mình vậy các bạn. Thì mình phun vô để cái cây nó tăng cái sức đề kháng, nó giúp cho nó chống chọi với lại cái bệnh nó tốt hơn ha. Thì nó sẽ đỡ bị nấm hơn. Và các bạn nhớ phun cái thuốc nấm định kỳ. Định kỳ là sao? Là khoảng chừng 20 ngày đến 30 ngày mình sẽ phun thuốc nấm một lần, để nếu mà bào tử nấm nó có lây lan từ khu vực khác, nó theo gió nó bay qua thì nó sẽ bị tiêu diệt ha. Để cho cái cây của mình nó phát triển, nó không có bị nấm. Tại vì khi mà nó bắt đầu nó bám vô mà nó phát triển ra thì lại rất là khó chịu, rất khó chịu ha. Rồi, hy vọng cái video của mình sẽ hữu ích cho các bạn trong cái việc chăm sóc cây mai nó được tốt hơn. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ bấm like ha. Anh em nhớ bấm cái nút subscribe, cái nút đăng ký để mà theo dõi kênh của mình. Mình sẽ có những cái chia sẻ tiếp theo để cho anh em chăm sóc cây mai được tốt hơn. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.